Đây là đơn trả hàng trên Shopee này. Mã vận đơn của bên GNT có đuôi 6483. Cái này báo hàng lỗi không lên hoạt động. Bên mình sẽ mở ra kiểm tra nhé. Đây, có đèn sáng này. Mình sẽ cắm dây vào test. Khách này đổi tên pass rồi. Cái này để Đức đặt tên Phương. pan là Đức Phương. Cái này bên mình sẽ reset cứng nhá, reset cứng về mặt đít nhá, bởi vì khách cài lại rồi bên mình không biết mật khẩu. Rồi nháy hết các đèn, tức là nó sẽ xóa hết cấu hình, nó sẽ về cái tên wifi mặc định là Tenda, nó không còn cái Đức Phương nữa nhé. Cái đơn này mình thấy nếu mà ấn hoàn tiền là bên mình bị trừ mất ba mươi mấy nghìn đấy các bạn, cái này phải lưu ý cho mình nhé. Bên mình đã mất công đóng gói rồi kiểm tra cái thứ này, đừng trừ tiền của mình nữa nhé. Đây nó về cái Tenda không có bắt đấy, kết nối vào. Thử vào mạng chờ nó lấy cấp IP đã. Đây này, cái mã Tenda của nó là 090 này này. Đây này, đấy. Đúng nhá. Giờ mình sẽ vào mạng này. Đấy. Đấy. Ok kìa. Rồi tắt đi.